Ui ơi, không biết phản ứng của anh Dưỡng như nào đây. Ui rồi. Ừ. Đi. Lăng lổ đấy. Cái gì đây các bạn nhìn à? Cái lắp cabo giờ thành cái gì đây? Lăng lổ mạnh vào. Sát xuống, đừng ấy. Chốc anh Dưỡng ăn thịt mấy anh em chúng mình đấy. Rồi màu khác đi, thế rồi, màu này thế thôi. Thì mấy anh em chúng tôi làm clip cho ăn anh Dưỡng vui thôi chứ không phải thật. Không phải thật đâu, các bạn không được bắt chiếc làm theo. Sát xuống không nó đang hái. Ấy, sơn đỏ rồi cũng đẹp này. Đỏ rồi này. Đỏ. Lắp cabo thành cái gì đây? Rồi, lắp cabo thế này là được rồi các bạn. Không phải vẽ vẽ đây nữa này. Thôi được rồi. Vẽ kín đi. Yeah. Được đấy. Anh Dưỡng ơi, anh Dưỡng phát lại thì phản ứng của anh Dưỡng thì chắc phải khóc. Lắp cabo này là quá đẹp rồi. Các bạn trông cái này có giống một tác phẩm nghệ thuật không? Quá đẹp luôn. Trời. Vinh rồi. Rồi đây ra bên đây là sáng này. Bên đây là sáng thì chú. Dưỡng đi. Dưỡng ừ. Rồi. Sao bên kia là Yến với Bông với Cherry cũng được. Chốc mình đặt máy quay ở đâu xem phản ứng của nó cơ. Rồi xịt sơn thế được rồi, vẽ thêm màu đi. Vẽ thêm màu đi. Đó, vẽ màu gì ra. Đẹp rồi đấy, thế là anh ấy đẹp rồi đấy. Sáng à, con gà đây các bạn, giống con gà. Giống quá đi. Hơi giống giống thật. Vẽ cái cây đi. Loen à, cây thông Loen à. Được, vẽ cây thông Loen đi. Chúc mừng Giáng sinh, cây thông Noel. Đấy, giống chưa? Giống, được. Đẹp quá đi chị Lị. Nhìn thế này không nhận ra xe của anh Dưỡng rồi các bạn ạ. Chết rồi, anh Dưỡng gọi. Anh Dưỡng gọi các bạn ơi. Alo. Alo, alo. Đây, về rồi đây. Nhanh lên anh đi công việc. Vâng, thế dựng xe ngoài gốc đa nhá. Về rồi đấy, vừa dựng đây xong. Vừa về tới đây thì anh gọi. Ok anh nhá, ra đây. Các bạn cùng theo dõi phản ứng của anh Dưỡng nhá. Không nói nữa, không anh Dưỡng phát hiện. Đùa. Sợ ghi lằng nhằng thế này. Ui này, phá xe này. Không phải ý của anh. Đây là sơn hay gì đấy? Sơn. Đây là một tác phẩm nghệ thuật đường phố giống như ở nước ngoài ấy, hiểu không? Nó hay vẽ lên tường, hay vẽ lên các tòa nhà, các thứ ấy. Đùa gì? Đùa chứ. Ui sơn luôn à? Sơn. Ui thế này này, đây là anh, một anh phá xe à? Sơn thật à? Ui. Sơn thật. Tròn gì tròn, nhưng mà cho lại vẽ xe này nó hỏng xe chứ. Bây giờ mất công đi sơn xe lại xong là làm lại xe, mất bao tiền, mất bao thời gian chứ. Vinh nó bảo rồi, Vinh bảo là sơn lại xe thì cứ để em chịu. Đấy, Vinh xuống đây nhanh lên. Mình đã trèo lên trên cây trốn rồi. Tao đập cho mồm mặt chúng mày ra. Xe đẹp không? Xe Vinh nó sơn đẹp không? Được không? Đến lúc lại mất ấy.
Lằng nhằng lên tinh cả vào. Thế mới đẹp chứ. Làm cái đầu mày đẹp chứ. Quá đẹp luôn. Giờ lau đi nào. Lau nào được sơn này, lau nào được. Để này đi ăn cỗ thôi anh. Cho nó đẹp. Đi công việc luôn thôi. Viết luôn đi chứ có được không? Viết thế này thì đi thế nào được nữa? Ồ anh ơi. Nhìn thấy mà. Hay anh thử đi xem người ta phản ứng như nào. Phản ứng cái gì đi, bây giờ kính nó cây hết rồi chắn đường đi nào được. Bây giờ anh giải thích cho mọi người luật phá hoại tài sản này. Ừ, đi nào. Biết tội nặng nhất không? Có. Phá hoại tài sản trên 500 triệu đi tù 10 đến 25. Ui, chết em rồi, sáng chủ mưu. 10 đến 25 cái đấy. Cái sáng chủ mưu kìa. Tức là sáng chủ mưu. Không, anh nói này để cho bọn em biết, để nếu mà trong lúc nóng giận ấy, tức gì cũng không được phá hoại tài sản người khác, hiểu không? Rồi. Chỉ được phá hoại tài sản của mình à? Không. Nói chung là không được phá hoại tài sản vì có luật mà bây giờ người mà đi kiểu trong lúc nóng giận ấy, đi đập phá xe người khác hay là sơn bậy lên này thì nói chung là nếu mà người ta kiện là đi tù đấy. Rồi. Trên 500 triệu là tù 10 đến 25 là mức án cao nhất, mày biết thế nào đấy. Thì anh giải thích như thế để cho mọi người rút kinh nghiệm từ sau là không được phá hoại tài sản người khác, hiểu không? Nếu mà ấy thì chọn cái xe nào rẻ tiền thôi. Anh ơi. Bây giờ nhá, em nào em mà làm em chẳng hạn đập vỡ kính của con Mercedes đi. Thì cái kính ấy, nếu mà trên 500 triệu là em đi tù 10 đến 25 thật. Thực ra là bọn em cho anh thôi, chứ ai mà dám sơn lên, bao nhiêu tiền của cái xe cả tỷ bạc ai dám cho anh. Đây không sơn lên rồi thì giờ làm bọn em đầu tư cả đấy anh nhớ nhé. Có cả cái lớp đấy ra bóng. Là đấy chưa. Đây. Cái gì? Mới đi dán đề can cho anh xong à, xong mới dám sơn đấy. Này, thấy chưa? Nguyên một lớp đề can. Đây là sơn lên đề can đấy, thôi chứ không phải là sơn lên trực tiếp vào ô tô. Ừ thế được thế. Bọn em chỉ xem cho anh xem phản ứng anh thế nào thôi. Anh nào đâu mà anh thấy chưa? Đã chưa? Chuyên gia luật ở đây mà cứ chưa. Đấy, ra hết sơn luôn. Ừ thế này còn được chứ anh tưởng là anh cũng biết mà, anh cũng biết phá hại tài sản ấy là đi tù mà. Nói chung là qua clip này tôi nói cho các bạn là nó cứ là phá hoại tài sản của người khác. Tội nói chung là đều vi phạm pháp luật hết các bạn. Cái gì liên quan pháp luật các bạn không nên vi phạm pháp luật, các bạn hiểu không? Các bạn kiểu tức một ai đó thì các bạn cũng không nên lém gạch vào xe hay là bôi sơn lên xe. Các bạn là nhà nước phải làm có luật hết rồi. Các bạn cứ vi phạm pháp luật là các bạn sẽ bị xử lý. Cái gì cũng phải trả giá. Thì qua clip này tôi nói cho các bạn biết thế để các bạn hiểu hơn về luật. Sáng mới Vinh sao rút kinh nghiệm nhá. Thì anh, mọi sự ngu dốt đều phải trả giá bằng tiền bạc. Lúc đầu ra cũng giật mình chứ làm vẽ thật cường mày chứ. Cầm đây, cầm anh giữa cầm cái miếng này kéo. Cầm cái này này. Kéo là nó khắc ra dần. Rồi, các bạn nhá, cabo lại như lại y nguyên. Lắp cabo y nguyên nhá. Ê, lúc đầu cứ tưởng tròn thật sợ thế. Ai là tròn thật. Không phải nó tròn cái này nó ấy. Cái này nó. Thế cái này. Cũng có hết, chỗ nào có sơn là có hết anh ạ. Cầm cả cái tấm này kéo luôn này. Đấy. Đấy chưa? Ừ. Nhấc cao lên được rồi đấy. Rồi, đấy, lại mới quáng như lúc vừa đi rửa về xong. Còn hai bên cánh cửa nữa, bóc lốt đi. Rồi. Được cứng chưa? Y nguyên nhá, giả lại như... Đấy, còn bên này nốt. Giả lại y nguyên hiện trạng ban đầu luôn. Lúc đầu ra cái đường thật cũng gọi là kiểu như là cái xe là coi như là một người bạn của mình bị mà có người vẽ bậy lên, cảm giác nó lúc nào cảm giác nó rất khó chịu, nhưng mà may là thứ mọi người cho các bạn, may không phải ra thấy anh Dương đứng hình mất chục giây nó bất ngờ chứ. Rồi xong rồi đấy, anh Dương đi đâu? Đi anh Dương. Đi công việc thì đi cửa. Cười. Đi nhá. Hết cả hồn bây giờ mới dám cười. May không phải vẽ thật. Đi nhá, đi cẩn thận nhá. Bye bye anh nhá. Anh đi nhá, đi đâu đi. Đi cẩn thận. Bye bye anh nhá. Rồi, anh Dương đi rồi. Anh Dương đi rồi các bạn ơi. Rồi, lúc đầu cho anh Dương thì cứ tưởng là anh Dương phải phản ứng gay gắt lắm, đúng mạnh mẽ lắm.
Bình thường là thằng Dưỡng nó nóng tính lắm, sao hôm nay nó lại kiềm chế thế? Dạo này khả năng là anh Dưỡng tu tâm dưỡng tính rồi sao ấy nhỉ? Ok thì mấy anh em chúng tôi thì cho ăn vui vui anh Dưỡng thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của anh em chúng tôi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho một like rồi đăng ký cho mấy anh em chúng tôi nhá. Ok, xin chào tất cả các bạn. Xin chào. Tạm biệt.